Xin chào tất cả mọi người, Hàn Quốc sau mấy hôm mưa thì hôm nay mới bắt đầu hửng nắng một tí mọi người. Bây giờ mình đang ra ngoài đến chỗ bến xe. Lý do hôm nay mình đến đây là để mua vé xe buýt để đi lên sân bay mọi người ơi. Cũng gọi là hơi lạnh lạnh một tí nhưng mà được cái con nắng là cũng hơn là mưa dầm mấy hôm trước. Cái chỗ này là khu bên cạnh bến xe buýt ấy, cho nên là đằng sau rất là nhiều khách sạn. Không phải là khách sạn mà gì kiểu dạng nhà nghỉ mọi người. Nhà nghỉ các thứ nhớ. Đây xe mình đậu ngay đây. Đang bảo đi rửa cái con ngựa sắt này mà lười đã đi được đâu. Bẩn ngựa nó quá trời bẩn luôn. Bên đây từ nhà mình mà đi lên sân bay ấy, thì là lái xe cũng được nhưng mà vất vả lắm. Tầm 4 tiếng rồi cho nên là thường là mình toán đi xe buýt lên đấy cho nó tiện này. Với lại đậu xe thì nó cũng không phải mất tiền. Chứ vác xe của nhà đi như lần trước đi du lịch để xe đấy là mất gần 200.000 won tiền gửi xe mọi người, bãi đỗ xe. Và bây giờ là trước khi về nhà thì là mình sẽ đi ra bưu điện để gửi hàng nha mọi người ơi. Mình ít khi gửi ở bên Hàn ấy cho nên là không có cái dịch vụ người ta đến tận nhà lấy mà mình phải mang ra bưu điện, mà tiền cước nó cũng rất là đắt luôn. Khách ở bên Hàn Quốc là mua hai nước hồng sâm này, cái loại này là 100 gói cho một hộp, là chắc là bạn ấy uống hoặc là cho bố mẹ ở bên này mọi người. Rất là xịn sò luôn, hàm lượng sâm cao. Thế là đang tính vào nhà không biết là có cái gì tặng bạn ấy, thế là với một bộ mỹ phẩm mini, tại vì gửi trong Hàn Quốc thì nó tiện hơn là gửi sang bên nước ngoài mọi người. Tặng bạn ấy một hộp mỹ phẩm mini như này và mấy cái gọi là kẹo quê hương này. Ở nhà chẳng có gì mấy. Đây, cái này là xoài nha mọi người. Vị xoài rất là ngon, bỏ cùng vào xong bây giờ mình gửi ở bên này ấy, thì là ngày mai là khách nhận được luôn nha mọi người. Một hộp như này là 100 gói, rất là tiện, nó là dạng nước ấy mọi người. Dạng nước là mình uống ngay không cần phải pha chế gì hết. Xem hạn sử dụng của cái sản phẩm này là 2025 tháng 6 nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn. Bây giờ mình đi ra bệnh ra bưu điện trước rồi mới về qua nhà này. Bây giờ về đến nhà rồi, Minju đang nhận được một cái thùng hàng mình mới đặt ở trên mạng mọi người ơi. Trời ơi, đây là sữa. Sữa chuối nha mọi người. Mình là một cái đứa hầu như là cả nhà rất là thích ăn sữa chuối. Cái hộp thì nó cũng dạng bình thường thế nhưng mà đợt này nó lại tặng luôn cái này. Minju nhớ được à? Minju bỏ ra mẹ xem nào. Vì cái này mà mình đặt mọi người. Tại vì cái sữa này thực ra siêu thị người ta cũng bán rất là nhiều thế nhưng mà đặt ở trên mạng thì người ta giao đến tận nhà. Quan trọng nữa là được tặng cái móc khóa trông rất là xinh luôn. Đấy, quả này là chanh dành với Minju này. U quá là dễ thương. Sữa chuối, cái này ngon lắm mọi người ơi. Minju mới đi học về này. Hôm nay học có 6 tiết, không phải học 7 tiết nữa. Ở nhà là anh chồng mình đã biết cái này là đồ Việt xong bỏ ra ăn. Hôm nọ chị Hồng chị đi du lịch Việt Nam với chị ấy. Chị ấy mang tặng. Ông mà hay lên thì ngay lên. Đang bảo là mẹ dùng hay là con dùng, là mẹ cho con dùng mấy hôm. Trời cà vạt như. Hôm nay mới để ý, hôm trước lại mặc thêm cái áo jean lê không để ý. Đây là mẹ ngoan phải giặt tay xong rồi là ủi gọn gàng sạch sẽ cơ. Ừ. Bảo ăn đi không người đói. Còn đây là một cái túi trứng nha mọi người ơi. Trứng gà nhưng mà cái loại này là dạng nướng sẵn rồi. Tại vì nhà mình đã không có cái máy để nướng trứng mà cũng chưa nướng bao giờ, chỉ có luộc thôi. Thế là mua nguyên một khay 30 quả. Cái này là chủ yếu là để dành cho hai đứa nhà mình lúc mỗi lúc nó đi học về mà mình chưa chuẩn bị được ấy, thì là gọi là cái món ăn vặt. Mà thấy bảo là trứng mỗi ngày ăn 1-2 quả thì rất là tốt cho sức khỏe. Cho nên là mua nguyên một túi như này. Mà cái nướng kiểu gì nhìn rất là ngon nha mọi người. Đây này, cái mặt sau của nó này. Đó, trứng nướng Hàn Quốc. Luộc thì nó bảo là không ngon bằng cái loại nướng này. Đây là mọi người ơi. Chia sẻ với mọi người là hôm qua mình mới đi xăm môi. Đợt này đã xăm ở bên Hàn Quốc. Lần trước là đã xăm một lần bên Việt Nam rồi thì là mọi người đã biết rồi. Thế nhưng mà cái đợt đấy là về lần hai là mình không xăm được. Lúc về thì là vào ngày lịch đỏ là quán người ta không làm. Còn cái ngày khác thì lại mình bận. Cho nên là lần trước mất một lần tiền là gần 5 triệu một tiền Việt bên Việt Nam. Làm trên phố cũng rất là đắt luôn. Mà đâu có một lần. Thế là qua 6 tháng rồi bây giờ mình mà làm lại ấy, thì là cũng phải mất tiền như lần đầu. Thế là biết một cái bạn Việt Nam ở bên gần cái tỉnh này này. Thế là hôm qua đến xăm. Nó cũng đỡ sưng rồi nhưng mà mọi người nhìn thì nó đậm thế này. Nhưng mà chắc chỉ tầm ngày mai ngày kia là nó bong lên là nó cũng sẽ mờ thôi. Lý do là dạo này mình kiểu như là mới làm có một lần thì nó cũng không có được lên màu đẹp ấy. Với lại nhiều khi mình cũng lười gọi là trang điểm. Cho nên là bảo thôi xăm một lần chịu khó đau một tí để cho nó nhàn. Bây giờ mọi đến nè. Màu thì cũng giống như là cái màu kiểu dạng đỏ cam như lần trước ấy. Với lại hôm nay thì sẽ chia sẻ một chút là về chị Nguyệt nha. Nhiều chị hỏi là sao có lâu lắm thấy đến chỗ chị Nguyệt. Lý do là nó cũng xa nữa, mình thì bận con cái các thứ. Chúng nó mới đi học được có 2 hôm thì là còn có thời gian. Chứ đợt mà nó ở nhà thì là mình cũng bận cơm nước. Thế xong rồi lại
hàng họ các thứ, còn chị Nguyệt thì lại đi làm. Với lại như chị Nguyệt ấy mọi người, là sắp sửa về Việt Nam rồi. Hôm nay lý do mình đi mua vé xe buýt lên sân bay ấy, là mua cho hai chị em ngày 15 tháng 3 này là chị Nguyệt sẽ về Việt Nam nha. Cái visa của chị Nguyệt thì nó là cái dạng thời vụ, đúng ra là 5 tháng, còn nếu mà nhiều việc nữa thì là chủ người ta sẽ gia hạn thêm cho mình thêm 3 tháng nữa, là tổng là 8. Thế nhưng mà như cái trường hợp của chị Nguyệt ấy thì là không có việc, cho nên là chỉ được có 5 tháng thôi, đến ngày 15 này là hết hạn, cho nên là mình sẽ dẫn chị Nguyệt lên tận sân bay xong để cho chị về. Đó, cho nên là hôm nay mình đi mua vé là vì như vậy ấy, bảo lái xe lên. Thế nhưng mà mình đi đường dài cho nên là mình cũng sợ, rất là nhiều chị hỏi thông tin về chị Nguyệt luôn, nên là rất tiếc mọi người. Thế nhưng mà ví dụ hết 5 tháng ấy thì là mình không phải là bất hợp pháp. Lần một bạn đã dừng sang chung chi ok không gặp à, dừng sang chung chi ok đang quay mà ngồi hát trời ạ. Thế là sau 5 tháng ấy, xong rồi ví dụ lần sau có cơ hội thì là mình sẽ có thể tiếp tục mời chị sang tiếp nha mọi người. Còn nếu mà trong một cái trường hợp mà mình bất hợp pháp ấy thì là sẽ không ai sang được nữa, cho nên là anh chồng mình bảo thôi mình cứ làm theo đúng luật đi. Với lại tuổi của chị Nguyệt thì là cũng có tuổi vất vả rồi đấy. Ví dụ như cái trường hợp mà ví bảo là trốn để bất hợp pháp thì như những cái bạn trẻ du học sinh gọi là 20 đàn ông ấy thì là người ta ở lại thêm 5-7 năm người ta làm kiếm tiền. Thế nhưng mà như chị Nguyệt mọi người biết ấy, ở nhà thì là dạo này chồng chị là cũng ốm đau các thứ, với lại cũng có tuổi rồi. Mình bảo thì tôi không tham, làm đúng luật hết hạn xong rồi về, lần sau có cơ hội thì là mình sẽ mời chị sang 5 tháng nữa. Chị mà ở mãi cái tỉnh Busan cơ, từ nhà mình đi đến đây á, đi tàu cũng phải đi thành 2 lần mà nó xa lắm. Cho nên là mấy hôm nữa sắp về thì là chị sẽ lên nhà mình 1-2 hôm, cố gắng làm được ngày nào hay ngày đấy. Mà mỗi tuần tại đấy cái thời tiết nó lại mưa nữa. Và đây nữa này, sắp sửa là ngày 8/3 thì là bên nhà em đang có cái chương trình giảm giá rất là nhiều nha. Với lại một cái sản phẩm mới này, đây cho mọi người xem này. Đây là một cái bộ kem nền kiêm kem chống nắng, gọi là 2-1 nha mọi người. Vừa kem nền vừa là kem chống nắng, xong rồi tặng sữa rửa mặt rất là xinh luôn. Trời ơi, mình mới lấy một set như thế này để tặng một chị người Hàn ấy. Tại vì lần trước ấy, chị đi du lịch về, chị tặng mình rất là nhiều quà, cho nên là mình tặng chị một bộ như thế này. Xin chưa? Hai công dụng, vừa kem nền vừa kem chống nắng luôn. Còn đây là cái lọ mình đã và đang sử dụng rồi. Nhìn nó hơi bẩn bẩn một tí là lý do là mình không có lau sạch sẽ mọi người. Trời ơi, bé tí thế này thôi nhưng mà siêu gọi là thích nha. Để ý mình tán cái lớp kem ra nha. Cái lớp nền của nó rất là đẹp, xong lại còn có kem chống nắng nữa. Đó, trời ơi, nó mịn luôn. Cái tay của mình nó đang đen đây, nó như thế này này. Anh chị em cô chú nào mà cần mua thì nhắn cho mình nha. Hàng của tháng 2 vừa rồi ấy, đang bảo lấy thêm ra công ty, lấy thêm 1-2 bộ nữa xong rồi. Mình muốn tặng quà cho ai thì mình tặng cũng được. Rất là xinh luôn. Bây giờ mình lại tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho cả nhà mọi người ơi. Hai em đi học cho nên là mỗi buổi sáng, buổi tối là ăn cơm nhà, buổi trưa thì ăn cơm ở trường mọi người. Cho nên là tranh thủ buổi tối làm những cái món ngon ngon. Bây giờ mình đang làm cái món sườn bò, sườn gà chứ thịt gà xào kiểu giọng xào cay của Hàn Quốc mọi người. Vừa mới đổ ít rau cải thảo vào. Gần chín rồi nhưng mà vừa nãy nghe điện thoại cho nên sợ nó cháy, nó phải bỏ xuống. Nhà mình vẫn dùng bếp ga này. Nhiều người bảo là bên Hàn Quốc người ta không dùng bếp từ có nha mọi người, tùy từng người ấy. Mình thích thì mình đổi cũng được nhưng mà mình quen bếp ga thì mình dùng bếp ga. Nó thứ nhất là nó nhanh. Còn cả cái nấm này vào rất là ngon luôn. Đây thì là có một con cá mình đã chiên ra đây. Cái này là hôm qua mới làm cái dưa leo, kim chi dưa leo mọi người. Sau dạo này bên Hàn Quốc rau cỏ đắt cực kỳ luôn, kiểu mùa đông sao đắt lắm. Còn đây là ít đúng 2 miếng thịt còn dư, thế là mình ướp, mình lấy cái gia vị của Việt Nam mọi người cho vào xong bỏ vào nó nướng. Chồng mình thì là ăn rồi cho nên là chỉ đợi hai con về là ăn thôi, mình cũng không ăn luôn, giờ này cũng muộn rồi. Nên là đồ ăn của mình dứa, thấy bảo là ăn dứa thì là môi nó lên màu đẹp cho nên mua một quả. Cái này cũng đắt, là 12.000 tin được không mọi người ơi. Lần trước bình thường lâu lắm rồi ăn ấy thì chỉ khoảng 3-4.000 một quả thôi, mà đợt này những 12.000. Mua siêu thị nó cũng hơi đắt, và đây là rau luộc hôm qua xong ăn thừa lại bỏ vào cái hộp này xong đậy lại ăn tiếp. Chứ luộc ra mỗi mình ăn chứ có ai ăn rau luộc này đâu. Hôm nay lại không có canh rồi. Mà nhiều khi nấu canh chúng nó cũng chẳng động đến mọi người. Cứ mấy cái món xào như này là nó ăn thôi. Lần nào cũng lười nấu canh luôn.
Rồi mọi người thì bây giờ mình xin dừng video tại đây nhé, quay ngắn gọn và thôi, xong rồi lại cả gia đình ăn cơm. Hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.